cầu mình thích đi. Chứ nói chỉ có mua của bọn này mới được. Đây như là dòng của Tưởng Dung đây. Mẹ cái kia thì nó cho cái hộp, cái này nó kéo cho vào hộp. Cái kia là cái hộp sẵn. Ngồi. Mở đi, mở cái nắp đi. Đây ấm rồi, lành lặn này, may. Đây, quá. Đấy, giới thiệu với anh em, đây là cái ấm cũ của nghệ nhân Tưởng Dung. Đấy. Ở dưới này là chuyện là Tưởng Trạch phân chế. Đấy, anh em nào có nhu cầu thì gặp mình. Đấy. 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 Chất đất đây. Đấy. Như này còn cứ như cái hùng kia khói hơi bị ẩu. Đây em này, trồng cây à. Chuyện à. Nó phải màu đen đâu, cái này nó là màu không phải màu vàng, màu vàng màu xanh của vịt, nhưng nó xanh đậm. Cái bé này là cái bé tí 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 bé tí tí bé tí tí bé này cây gì vào đây, cái này chỉ trồng cỏ thôi, thành sương bồ thôi. Con nhận con kiểu đấy bonsai ấy. Không đánh chung riêng đi. Biết ai mà không biết, nó bảo là nó cái lọ ra lọ ấy. Đấy, không. Xếp riêng đi. Xếp riêng của mình làm gì đỉnh đấy. Vậy sắc nhỉ? Satsuma. Satsuma. Đây là Satsuma đấy. Cái lọ này đi này, gần như đéo có. Còn thích chưa to rồi, đéo thích chưa vào bánh. Đấy, để cái lọ này vào luôn này. Để hết vào bàn đi, bày hết vào đây, chứ không quay. Có cái lọ cái này to quá. Đây cái trồng cây. Cái này đi mẹ. Cây gì phêu đấy. Trồng cây. Trồng cây, trồng cây. Ừ, thì nó là trồng cảnh nhưng mà. Nhưng mà mấy nhiều quá, không nhớ được gì cũng còn. Đây trồng cây. Trồng cây nhìn hết. Nó chả có chuyện thứ gì nhỉ? Ừ, cái này với cái này hai cái này đóng. Kéo chiếc thương, mẹ vào đây. Cái này cũng dễ, cái này chất này mỏ như cái kia. Kéo chiếc đúng không? Để chặn cho nó trồi đất quăng ấy, đất ấy, chất trồng ấy. À, cái của mình này. Cái này cái gốm cutari của mình này. Quá đẹp rồi, mình thích. Đấy, phong cảnh nữ tình. Đã biết thích gì. Béo chị. Ôi, tôi uống béo cái này. Đất. Đất. Từ ba cái. Hai
trịch luôn. Không như mấy đứa ừ. Sợ là biết. Đây. 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 Bộ ấm của tàu này. À, siêu kìa. Siêu nhưng mà đúng nước không được gì. Làm gì đó. Đổ vào đây. Siêu không được. Đấy nha. Cái này là bộ đông đó. Bộ đông đó. Không đi rách nhờ. Đấy, made in China, bộ đông đó. Đông đó rách à? 50 năm rồi. Rách chờ. Bộ đông đó. Bộ đó là bộ thấu quang. Cảnh Đức, xứ Trấn Cảnh Đức. Đó. À, Cảnh Đức. Đây là hàng xuất khẩu này. Có cả chữ không, chữ tiếng Anh với tiếng Trung Hoa. Đây là nào là quê thì còn hơn. Rồi nó thành đông. Thời thời hoa Việt Nam. Trung Hoa Trung Quốc. Hay gì quá. Này, không may hai bộ này nó không gì đúng không? Chỉ là. Thấy chưa? Bộ là cầm sướng thật đấy. Bộ. Cầm thích thành. Cầm thích đúng không? Nó kiểu nó đỉnh đặn, nó đầy đặn, nó mẹ nó liền lạc, hiểu chưa? Nó đéo cảnh thì mẹ nó đều phèo. Đóng bộ này nguy hiểm đấy nhỉ? Không về thế. Anh em chưa ngượng chén của. Thấu quang. Đây, anh em nhìn này. Anh em nhìn ở đây không? Thấu quang nha. Hai là từ Nhật về luôn. Đi bay bay về. Đây là trong là cái bông hoa. Đây là trong là con rồng. Không, con rồng. Con rồng. Wow, một con đây rồng. Lẫn một bông hoa đấy không? Lẫn mẹ một cánh hoa. Hai bông hoa. Hai hoa này. Ông như nó theo bộ của nó đấy. Mười mấy cái mà, 11 đến 12 cái mà. 11 cái chén đấy không? Nó sẽ xếp vào đây, rồng ra rồng, hoa ra hoa. Đây là chén. Đây là rồng. Biển Phúc. Rồng này rồng khác này. Bộ này là... Ừ, nó lẫn rồi. Nó vẫn là đấy. Dòng khác. Này dòng này với dòng dưới là cùng giống nhau. Đấy. Wow. Cái này bây giờ làm gì còn nguyên ghép mẹ ăn lại nhiều giống thế này. Mẹ được 4 đúng không ạ? Đây là thịt con thế nào rồi? Mẹ chết rồi, này phải đi tìm thêm hoa rồi. Đi tìm gì? Chén hoa thì phải có 4 cái. Mẹ thơ mẹ không? Đây anh em ơi, em nhìn này. Ui hàng rồng. Cung bát nhà này có vẫn hai cái nhá, thương minh vẫn hai cái. Đây xem quả. Mình của mình Satsuma đấy, bé tí luôn nhá. Ký vàng nhá, chứ không phải triện ký luôn. Nghệ nhân làm. Đây là này, ấm từ xa đấy. Đây là hàng Trung Quốc nha, hàng chuẩn luôn, hàng cũ này em. Hàng này của nghệ nhân Tưởng Dung, chứ không phải là hàng mới bây giờ đâu anh em. Tìm những cái ấm này bây giờ là không có đâu, rất hiếm.
cái này từ cái giai đoạn là nhất xưởng. Vâng anh cho anh. Vâng ạ. Vâng vâng. Chậm chậm. Giống kia mà. Nói đây là con em. Anh em xem kênh này ủng hộ cho mình nhá. Hàng này là mình bán hết. Anh em có nhu cầu thì liên hệ nhá.